mọi người, chào mừng mọi người tới với cửa hàng xe máy An Thành Phát. Hôm nay em Trung đang có mặt trên mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và đây cũng chính là địa chỉ của cửa hàng mà em Trung đang làm việc nhá. Nếu các bạn quan tâm tới tất cả dòng xe bên cửa hàng đang bán hoặc là tham khảo dòng xe nào đấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Trung 0325 333 789 để em Trung tư vấn cũng như là ghim cái định vị vị trí cho mọi người tới cửa hàng cùng xem xe nha. Hiện tại thì bên cửa hàng em Trôm vẫn còn một cái dòng xe mà đã ngưng sản xuất lâu rồi, đó là dòng xe Yamaha TFX 150. Cái dòng xe này thì hiện tại cũng có nhiều bạn là đang săn lùng em xe này. Nếu như các bạn thấy được video hoặc là người thân của mình đang có ý định mua thì giới thiệu tới cho em Trôm gửi tiền cà phê cho mọi người nha. Dòng xe này hiện tại bên cửa hàng em Trôm đang bán với mức giá chỉ từ 65 triệu đồng thôi và có hỗ trợ trả góp. Các bạn mua góp thì đưa trước cho em Trôm là từ 7 đến 10 triệu đồng trở lên nhá. Và chỉ cần căn cước công dân thôi. Nếu như các bạn có điều kiện các bạn trả từ 40% giá trị chiếc xe là có cả tiền gốc nha. Các bạn có thể tham quan sơ lược về em xe này. Em xe này là em bạc xanh nhá, màu bạc xanh. Nếu mọi người không thích màu này, bên cửa hàng em Trôm có hỗ trợ các bạn sơn theo yêu cầu là sơn màu khác. Thích màu xanh hoặc là thích màu trắng gì đấy em Trôm hỗ trợ sơn nha. Theo như các bạn quan sát ở phần đầu xe này, em xe này có thiết kế phần đầu nhìn cực kỳ hầm hố này, với hai cái xi nhan được nhà thiết kế là chế tạo ở phía trên này là cực kỳ gọn nhẹ luôn và tăng cái tính hung dữ cho em xe này hơn. Phần đèn xe này cũng cực kỳ khá là rộng này và cặp phuộc vàng đồng ngay ở điểm phần đầu này tạo điểm nhấn cho phần đầu nha. Rồi, phía bên khung sườn của dàn áo của em xe này cũng được thiết kế thon gọn nhẹ và vuốt dọc về phía sau luôn nha. Đây, bô em xe này cũng rất chỉ là thon gọn. Khi mà các bạn chạy xe này thì cái ghi đông của em xe này cao nên là tạo nên cái cảm giác nó gọi là thoải mái cho người ngồi và người dùng khi các bạn chạy quãng đường xa. Và em xe này yên của nó cũng được phân thành hai phần lớp, nhưng mà chiều khoảng cách yên á cũng không có xa lắm nhá, cách yên cũng gần thôi, cũng không có khó sử dụng lắm. Rồi dòng xe này thì bên cửa hàng em Trôm là có hỗ trợ ship xe. Nếu như các bạn mà muốn sở hữu em xe này thì liên hệ tới số điện thoại của em Trôm 0325 333 789, nhắn qua Zalo em Trôm tư vấn thêm cho mọi người. Cửa hàng em Trôm thì có nhận thu xe cũ đổi xe mới và có hỗ trợ các bạn trả góp trên toàn quốc luôn, nên nếu các bạn quan tâm thì alo cho em Trôm nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.